Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile của nhà phát hành VNG. Như vậy là mình đã làm cho anh em rất nhiều clip hướng dẫn rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái clip dành cho những anh em server mới. Tất nhiên những anh em server cũ cũng có thể tham khảo. Nghĩa là tất cả những cái hoạt động chúng ta nên làm ở trong những cái server mới cũng như là những cái mẹo tất tần tật, nói tóm lại là tất tần tật ở trong cái clip này mình sẽ trình bày cho mọi người. Trước khi vào nội dung của clip thì mình xin mấy giây để quảng cáo là mình có làm cái kênh thứ hai, đó là kênh Kiếm Tin Channel. Kênh này chuyên về kiến thức, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đủ các thứ, thì anh em nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh theo dõi. Ok, chúng ta sẽ vào luôn cái clip, nội dung của clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình muốn nói là những anh em nào mà chơi ở server mới thì có lẽ là chúng ta nên mua, cố gắng là dành dụm để mua cái thẻ tháng cũng như là thẻ tuần để chúng ta có thể anh em chơi, thứ nhất là nó hào hứng hơn và nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Còn nói về phần đầu tiên là mình sẽ nói về phần hoạt động trước đi. Hoạt động thì anh em mở cái phần hoạt động này ra. Đây thì mình đứng ở đây rồi dễ. Cái phần hoạt động này. Thì anh em xem cho mình ở trong này, nó có những hoạt động cá nhân, tổ đội, định giờ, lịch tuần. Mình sẽ không nói về phần nhiệm vụ nữa, bởi vì thực ra phần nhiệm vụ thì có lẽ là anh em cũng đã biết rồi, bởi vì có thể có nhiều anh em đã chơi chơi cái tựa game này rồi. Còn những anh em nào mà chưa chơi cái tựa game này ấy, thì chúng ta cứ vào chúng ta làm cái hoạt động nhiệm vụ chính tuyến. Nếu mà có điều kiện ấy, anh em cố gắng là cày hai cái account clan. Mục đích điểm gì? Mục đích để cho hai cái account clan đấy để làm sư phụ cho cái account chính của chúng ta. Thì lúc đấy thì anh em nhận cái nhiệm vụ truyền công ấy, thì khi anh em truyền công thì sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm ở trong cái tựa game này. Cái răng của mình nó đang không được tốt lắm, sorry anh em, có thể mình nói nó không được kiểu lưu loát lắm ấy, thì anh em thông cảm. Thế nào nhỉ? Mình đang nói về vấn đề truyền công, thì trong cái game này ấy, cái truyền công nó nhận được rất nhiều kinh nghiệm, nên là mình cố gắng là dùng hai kia cao clan để chúng ta nhận làm sư phụ, để chúng ta làm cái nhiệm vụ truyền công đấy, thì cái quá trình lên level cho anh em nó sẽ đỡ vất vả hơn. Và anh em lưu ý là chúng ta cố gắng là làm thế nào đấy để cho kia cao chính và kia cao clan nó luôn có một cái khoảng cách nhất định, ví dụ như là chênh khoảng 2 level chẳng hạn, để chúng ta có thể nhận được kinh nghiệm nhiều hơn trong cái quá trình truyền công. Thế còn về phần hoạt động ấy, thì anh em có những cái hoạt động sau. Thứ nhất là anh em có thể có một cái hoạt động, đó là tìm long mạch. Thì mấy cái clip trước mình đã nói rồi, thì anh em nghĩ là game nó sẽ cho anh em nhận được cái đạo cụ để chúng ta đi đào kho báu đấy. Trên cái đường đào mà có dương cổ thì anh em nhớ đánh thì sẽ có những cái phần thưởng rất là giá trị. Ở trong cái nhiệm vụ tìm long mạch này thì có thể có những cái phần gọi là thu thập vật phẩm, thì anh em sẽ không cần phải nộp cho cái NPC, mà anh em hãy kêu gọi các anh em khác ở trong bang thì mọi người trong bang sẽ giúp đỡ. Đấy, còn những cái món nào mà anh em thừa ra thì anh em sẽ giúp đỡ lại những anh em ở trong bang khác. Ngoài ra thì có cái hoạt động vận tiêu. Cái hoạt động vận tiêu thì ở Biện Kinh nhá, trong khung giờ khoảng từ 10 đến 22 giờ, thì anh em nhớ là làm cái nhiệm vụ vận tiêu này đầy đủ và cố gắng là đừng đi xa cái xe tiêu của mọi người quá. Đấy, nếu như anh em mà đi xa ấy, hoặc chết trên đường đi ấy, thì cái xe tiêu của anh em sẽ bị người khác đánh và cướp. Ngoài ra thì còn có hoạt động vấn đáp, thì những cái câu hỏi này thì cố gắng là tham gia hết này. Đến đây này, đến chỗ trưởng đăng cung nữ tham gia vấn đáp này, thì những câu hỏi trả lời này thì nó có sẵn, hình như ở phần trên trên trang chủ, không 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 nhớ là mình như ở trên trang chủ là nó có những cái câu trả lời này rồi sao ấy, thì anh em có thể tham khảo ở trong đấy, thì để chúng ta trả lời cho nó càng đúng càng nhiều càng tốt đấy. Sai, trả lời sai thì cũng được, cũng vẫn có kinh nghiệm nhưng mà nó sẽ ít kinh nghiệm hơn. Ngoài ra thì còn có nhiệm vụ sát thủ. Nhiệm vụ sát thủ thì anh em cần ít nhất là 3 người ở trong cái phần hoạt động tổ đội này, truy nã sát thủ này. Tiếp đến là phần nhiệm vụ giã tàu. Nhiệm vụ giã tàu thì mình đã làm riêng một cái clip hướng dẫn tất cả mọi thứ trong cái giã tàu ấy rồi, thì anh em cứ mắc cái chỗ nào thì anh em vào trong cái clip đấy của mình anh em xem là anh em có thể làm được. Từ đồ bậc 2 3 bán ở đâu, rồi đồ bậc 3 bán ở đâu thì mình cũng trình bày hết ở trong cái clip đấy, anh em chỉ việc đến đấy mà anh em mua thôi. Đến các cái thành thị mà anh em mua rồi là anh em có thể trả được. Thế còn nếu mà cái nhiệm vụ nào bí quá mà anh em không làm được ấy, thì anh em có thể dùng cái hành hiệp lệnh ấy, bán ở kỳ chân các ấy, giá là đâu là 50 vàng một cái để tạo mới nhiệm vụ nhá, là được. Thế còn
hai cái hoạt động là ngũ hành trận với cả vượt ải thì mình khuyên là anh em bỏ qua cái ngày đầu đi, hoặc anh em thích thì anh em vẫn cứ đi, vì hai cái phó bản này này quái nó rất mạnh, rất trâu bò, cho nên là sợ là anh em sẽ đánh rất là lâu thì sẽ rất là phí kinh nghiệm, hoặc là có thể là không biết có vượt qua được không. Thì cho nên là cái cách tốt nhất là anh em bỏ qua, đợi một vài ngày sau chúng ta sẽ gọi hưởng hưởng lại ấy. Trong game này nó có cái phần gọi là hưởng lại những cái hoạt động hôm trước mà chúng ta chưa làm ấy, thì anh em có thể hưởng lại bằng kim nguyên bảo. Thì cái phần thưởng của nó cũng rất nhiều, gần như là nó cũng gần như là chúng ta cũng nhận được bằng với cả lúc chúng ta đi trực tiếp thôi, cũng không có khác gì cả. Ngoài ra còn có cái hoạt động khác, ví dụ như là boss thế giới này vào lúc 12, anh em vào cái phần định giờ này, trong này nó có tất cả các cái hoạt động trong này. Thì boss thế giới vào lúc 12 giờ 30 đến với cả 19 giờ 30 thì anh em lưu ý này, lửa trại bang hội là vào 19 giờ 15 này. Phong lăng độ thì tùy theo giờ của bang của anh em đi giờ nào này, thủ lĩnh dã ngoại. Còn cái gì nữa nhỉ? Chiến cái tống kim này. Ngoài ra còn có cái boss hoàng kim nữa vào lúc 16 giờ 30 với cả 22 giờ. Thì anh em nói tóm lại là anh em cứ cố gắng là làm càng nhiều các cái hoạt động ở trong này càng tốt. Cái thi đấu môn phái này thì chỉ có thứ tư mới có thôi anh em. Các cái tuần khác thì không có đâu. Sau này khi lên cấp 30 ấy, thì nó có cái phó bản là cái phó bản kiếm chủng. Thì cái này anh em nhớ là đừng treo máy và hãy đọc kỹ nhiệm vụ xem nó yêu cầu những cái gì. Đấy, cái nhiệm vụ này nó anh em đừng có treo auto mà chúng ta cần phải trực tiếp chơi. Để tối ưu hóa cái kinh nghiệm ấy thì anh em đừng sử dụng bạch cầu hoàn cũng như là tu luyện châu, mà anh em để dành đến cấp 40 rồi hãy bung. Để cành cấp 40 thì hãy bung cái bạch cầu hoàn với cả cái tu luyện châu. Khi mà lên 40 rồi ấy, thì bắt đầu anh em cắn cái tu luyện châu ở map 2x để đánh ra rửa nhanh, hoặc là map 4x nếu như anh em tự tin là tổ đội của anh em mạnh và quét quái nhanh. Đấy, bởi vì là sao? Bởi vì là 4x ấy, thì nó sẽ rớt ra cái đồ bậc 3. Mà nếu cái đồ bậc 3 mà 6 dòng thì anh em có thể dùng làm phôi để ép thành đồ hoàng kim. Mình đã làm cho anh em một cái clip hướng dẫn về đồ hoàng kim trong cái tựa game này rồi, thì anh em cũng có thể tham gia được. Cũng có thể tham khảo được cái đồ hoàng kim đấy. Ngoài ra thì mình cũng nhắc lại một số thứ khác, ví dụ như là về cái đồ ngũ hành ấy thì anh em cố gắng là chọn theo vũ khí với cả áo. Ví dụ anh em hộ hệ hỏa chẳng hạn thì vũ khí cũng hệ hỏa, áo cũng hệ hỏa. Tuy nhiên là thường cái vũ khí thì nó theo hệ, ví dụ như là hệ hỏa cái bang chẳng hạn, hệ hỏa thì vũ khí hệ hỏa. Đấy, nhưng mà đôi lúc có những cái phái ấy, thì áo anh em không nhất thiết phải hệ hỏa đâu, anh em có thể dùng một cái áo hệ khác. Tùy theo mỗi phái nó không có gì là bất biến cả, thì sau đó thì không có gì là cố định cả. Thì sau đó thì anh em mới dùng cái áo đấy để anh em bui cái vòng ngũ hành cho cái vòng trong cho mình. Đấy. Còn cái gì nữa nhỉ? Để mình còn cái phần có một cái phần gọi là ở lúc lúc tân thủ ở những cái server mới nó có cái gọi là cái nhiệm vụ ngũ hành ấy, thì cái nhiệm vụ ngũ hành này thì anh em khi làm xong thì game nó sẽ cho anh em một cái set đồ. Thì cái cách làm nhanh này anh em chỉ cần ra cái hàng tạp hóa anh em mua, nó sẽ ra những cái sản phẩm random cho anh em. Thì nói chung là mua một lúc là được thôi, thì nó sẽ đủ cái đồ cho ngũ hành cho mọi người để cho anh em kích ngũ hành, hoặc là anh em đi trên thì có thể lụm được, nhưng theo mình thì anh em cứ ra mua tạp hóa cho nó nhanh. Mình nói qua một chút về cái phần bí kíp này, có lẽ là nhiều anh em chưa hiểu về cái phần bí kíp này lắm. Phần bí kíp này thì này, nó có mấy cái phần là thốn kình cái gì đây, cân cốt hình ý này, thì những cái này là gì? Những cái này thực ra thì nó tác dụng của nó chủ yếu là tăng binh giáp cho cái bí kíp của chúng ta. Thì khi tăng binh giáp cho cái bí kíp này này thì nó cũng sẽ tăng cái binh giáp cho cái nhân vật của chúng ta, anh em hiểu không? Tăng binh giáp cho cái nhân vật của chúng ta, và nó còn ảnh hưởng đến cái này nhá, anh em nhìn thấy nhá. Ví dụ cái này nó đang là cấp hiện tại 1 trên 11 này. Mình bật cái bút lông ở đây lên, mình nói cho anh em cho nó dễ này. Đây nhá, anh em để ý thấy là nó ghi cái dòng này, cấp cần binh giáp, cấp kế cần binh giáp bí kíp đạt 250. Nghĩa là như này, cứ cái cấp ở phía trên này này nó ảnh hưởng bởi cái ở dưới. Cái ở trên nó lên bao nhiêu ấy thì nó phải yêu cầu cái binh giáp bí kíp đạt từng đấy cái thì cái cấp ở trên nó mới lên được, anh em hiểu không? Cho nên là một số ta cũng cần phải nâng cái, có nhiều anh em nói là mấy cái này nó chả có tác dụng gì, thực ra không phải thế, và nó cũng có tác dụng là nó nâng binh giáp cho cái quân bí kíp của chúng ta. Nâng binh giáp bí kíp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần kỹ năng, và ảnh hưởng đến phần kỹ năng thì nó lại ảnh hưởng cả đến cái binh giáp của cái nhân vật của chúng ta nữa đó, cho nên là chúng ta cần phải nâng hết chứ không phải là không có tác dụng gì đâu anh em ạ.
Đấy, còn cái phần bí kíp thì mình cũng đã nói tổng quát cho anh em trong những cái clip trước rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Mình chỉ lưu ý về cái vấn đề, mấy cái vấn đề thốn kinh, hình ý này, gân cốt các thứ này mình nói thôi. Xong đó thì còn cái gì nữa nhỉ? À, còn cái phần bí kíp ấy, thì anh em trong này nó có 4 slot nhá. Mình đã làm riêng một clip là chọn bí kíp như nào rồi. Thế nhưng mà để tiết kiệm cho mọi người ấy, thì anh em sẽ chơi theo kiểu như thế này này. Anh em nạp cái lần đầu ấy, thì anh em có một cuốn đăng nhập vào ngày 3 với cả ngày thứ 9 nữa, thì anh em sẽ có thêm hai cuốn nữa là anh em đủ 3 cuốn rồi. Còn cái cuốn còn lại, cái cuốn cuối cùng ấy, thì anh em vào đấu giá bang để anh em mua. Đó là được, để tránh cái việc là anh em cứ gọi là đi thì đi đi quay cái té núi này này. Cái té núi thì làm cho mọi người có lẽ là rất tốn tiền và có khi lại không được hiệu quả. Trong cái phần bang hội này thì chúng ta sẽ có những cái mục sau. Thứ nhất là về phần chợ ấy, thì chúng ta thì chợ ở trong bang thì nó sẽ bán những cái vật phẩm, ví dụ như là huyền tinh này để dùng để cường hóa này, hay là các cái dương level 1, level 2, hay những cái đồ làm nhiệm vụ này. Đấy, đặc biệt là cái chợ cấp 2 thì nó sẽ bán các cái bùa chế tạo phù môn phái để cho anh em làm cái nhiệm vụ giã tẩu. Còn nếu anh em không có cái phù của các phái khác thì anh em có thể nhờ anh em trong bang giúp đỡ. Luyện công phường nghĩa là cái kỹ năng của mọi người. Đây, trong này thì anh em cộng tất cả những cái kỹ năng này cho mình. Tùy theo anh em, tùy theo môn phái mà chúng ta sẽ cần những cái thuộc tính gì thì anh em sẽ tăng theo những cái thuộc tính đó. Cái thuộc tính này thì nó sẽ tăng trực tiếp vào nhân vật cho chúng ta, mà nó không tăng binh giáp, mà chúng ta nó sẽ tăng trực tiếp những cái sức mạnh này vào trong trong cho cái phần nhân vật nha anh em. Theo mình thì anh em cứ ưu tiên những cái gì liên quan đến tấn công ấy. Tấn công. Về tấn công thì anh em ưu tiên là tấn công này, chí mạng này, tất cả những cái đấy. Còn về phòng thủ ấy, theo mình thì anh em nên ưu tiên về kháng, máu. Đấy là những cái mà chúng ta có thể nâng được ở trong cái phần luyện công phường này. Cái phần lì xì trong bang thì thôi, có thì thôi mình chẳng nói làm gì nhá. Cái đấy thì anh em chơi thì anh em sẽ biết thôi. Mình sẽ xem còn cái gì không, mình nói nốt cho mọi người. À, còn cái một cái phần nữa là cái phần phi phong ấy. Cái phần phi phong thì theo mình là anh em sẽ cứ cố gắng, có đấu giá thì anh em cứ cố gắng mua cho mình. Hoặc là anh em có thể để dành lên 6x mua cho nó rẻ cũng được. Nhưng mà theo mình thì anh em cứ mua luôn để chúng ta làm những cái nhiệm vụ. Bởi vì từ cấp 0 lên cấp 6x thì nó cũng cần một khoảng thời gian, thì nó không hẳn phải nhanh hẳn đâu. Nên là mọi người cứ mua để chúng ta đi làm những cái nhiệm vụ cho nó dễ thở. Đó. Có lẽ là đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình đã làm. Thế còn những cái khác mà anh em nào mà mới chơi mà không biết ấy, thì anh em có thể vào trong cái clip hướng dẫn newbie của mình, hoặc là hướng dẫn toàn bộ lối chơi trong cái tựa game này này, thì anh em sẽ biết thôi. Ví dụ như là cách xây dựng hệ thống ngũ hành ở trong cái phần trang bị như thế nào, rồi các cái cách kiếm đồ hoàng kim như thế nào, thì trong tất cả những cái clip mình đã từng làm cho mọi người thì nó có hết rồi. Ok, clip này mình dừng ở đây thôi. Hy vọng rằng anh em sẽ nó sẽ hữu ích cho mọi người. Và nếu anh em thấy clip hữu ích thì like share, hãy like share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian tới. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.